thì chúng ta nhìn vô cái chủ đề này thì nó sẽ có hai phần, cái đó diễn tục và cái thứ hai là ngoại khoa, đúng không? Đây cái diễn tục thì rất nhiều lúc khi em vào liên khoa thằng em cũng đã có cái điểm và cái gì diễn tục đó cái gì rồi, đúng không? À, còn cái ngoại khoa thì khi mà em chưa có nhân viên làm thì em không biết, mà một số người nó ngoại khoa là chữa bệnh ở nước ngoài thôi, đúng không? À, còn nội á là bên trong, đúng không? Mà thực ra thì không phải như vậy, mà ngoại khoa cũng là cái gì chúng ta cần phải nhìn thấy kiến thức và thấy, mà muốn thấy được bên trong thì chúng ta phải là gì, mở ra mới thấy được, đúng không? Tức là phải gì, mở ra ban ra thì mới thấy được bên trong, đó gọi là ngoại khoa. Tức là gì, phải có cái gì đó dùng da kéo hay dùng cái gì đó để mà mở ban ra. Thế thì cái diễn tục và ngoại khoa này nó là một cái vế đi liền với nhau. Thế thì giữa hai cái này nó liên quan với nhau hoặc là nó liên hệ nhân quả. Thế thì cái diễn tục nó có thể là gì? Gây ra cái hành động ngoại khoa đó. À, tức chúng ta cần phải là sử dụng ngoại khoa để chúng ta điều trị diễn tục này. Hoặc nó có thể là gì? Hậu quả của cái ngoại khoa đó, tức là trước đó không có diễn tục nhưng mà vì ngoại khoa này thì sẽ có diễn tục thì nó có liên quan qua lại với nhau trong cái ngành thì ta sẽ xem xét những cái yếu tố nào có liên quan với cái này. Mục tiêu mình định nghe được diễn tục ngoại khoa đi cách ngày nay cái chuyện dân tính chất của những tên này thực thể tiền căn hỏi bệnh sử nói chung là các cái cách tiếp cận khai thác hỏi người bệnh khám người bệnh như thế nào để từ đó mình bắt được một cái tình huống nhiễm trùng ngoại khoa mà những cái tình huống cụ thể đơn giản hơn như ví dụ như các cái tải lâm sàng không khám cho nó nhỏ ngọt cường nhiễm trùng vết thương nhiễm trùng mổ nhận thức được cái tính đa dạng của các bệnh từ đó mình bắt đầu có khái niệm phòng chống ban đầu trước mà phòng chống cho bản thân chúng ta trước là cái áp xe hạng gì vậy thì chưa nói thì cái nhiễm trùng ngoại khoa nó là cái biến chứng xảy ra sau một cái chấn thương vết thương có chủ đích hoặc là cố ý ví dụ trong thời bình thời chiến hoặc là có chủ ý ví dụ như là mình phải can thiệp cái bệnh gì đó là tập cơ quan này nó bằng cái hành động phẫu thuật và nó xảy ra những chúng ta là nhiễm trùng thì khi mà nó xảy ra nhiễm trùng rồi đó thì thường cái diễn biến của nó không có khỏi tự nhiên được mà nó có thể gây ra tàn phế ở đại bộ bằng cách là hư hao tổn hại cái mô cơ quan đó và hoặc là nặng hơn thì nó xảy ra một cái biến chứng toàn thân và người ta hay gọi là tiêu sốc nhiễm trùng nhiễm độc. Vì vậy vấn đề điều trị hiện đại thì thường là người ta can thiệp ngoại khoa sớm để chính là định luôn cắt bỏ một chiếc hoại tử có cắt lấy chọn ra đi. Thì em biết đó, cái chuyện nhiễm trùng này là một cái đề tài nó sẽ còn được bàn tới coi như là trong tương lai chắc chắn nó không giải quyết được một cách dứt điểm cũng như là lịch sử của nó thì bây giờ người ta cũng tới tuổi tuổi của nó cũng như là thực ra thì nó có những cái mốc. Tuy nhiên em biết đó là lịch sử của loài người hiện đại thì khoảng bao nhiêu năm nhé, mấy ngàn năm rồi, đúng không? Mười cổ đại thì vài ngàn năm trước, nhưng mà lịch sử của những cái sinh vật, những con vi trùng này nó có từ bao nhiêu lâu? Chỉ năm từ lúc bắt đầu những cái dạng sống đầu tiên trên trái đất này là nó đã có trước mình, đúng không? Thì cái thời sang trước đó những cái nhà cổ sinh vật học thời tiền sử cũng như là từ thời khủng long qua mới nhìn thấy có những cái bằng chứng là nó nhiễm trùng đó, ví dụ như vậy tức là cái gì nhiễm trùng này nó đã xảy ra từ xa xưa
trên cái nền tảng gì đó. Chúng ta không lấy tuổi nó được, và nó là tổ tiên của chúng ta, nhưng mà lại mình cùng lúc trong quá trình phát triển của sự sống thì mình phát triển cùng với nó, hai bên cùng kèm cửa cùng tiến tới, không bên nào mạnh không bên nào yếu. Nhưng nếu như cái gì một trong những cái sen nào mạnh hơn thì nó sẽ thắng, đúng không? Thì cái này sẽ được thảo luận ngoài ngoài. Vì trong em biết là chuyện gì, mãi tới đầu thế kỷ 20 thì chúng ta mới phát hiện ra được medicine, cái kháng sinh đầu tiên để phòng chống nhiễm trùng, ngày 1928 tức là đầu thế kỷ 20 ha. Thì chúng ta mới phát hiện ra được cho nên kháng sinh đó, và cho tới nay thì chúng ta chỉ mới được một vài mọi kháng sinh thôi, đúng không? Nhưng mà vi khuẩn này thì bao nhiêu vòng, rất là nhiều vi khuẩn, nhiều vòng. Và trước đây thì các bệnh nhân có kháng sinh thì trong thời gian thì ngay sáng thì lên, đúng không? Thì đó là một cuộc đấu tranh sinh tồn kèm cửa qua lại giữa hai bên, cho nên là chắc chắn là mình chỉ có là người đi sau vô bộ, đúng không? Nhưng mà mình hiểu biết để mình đi cùng sau chung, mình né tránh nó, hoặc là mình biết điểm mạnh chỗ nào, điểm yếu chỗ nào để mình trị nó được. Thì các em biết đó, là tới năm 1000 trước đó, trước thế kỷ thứ 8, hầu hết những cái ca tử vong do nhiễm trùng người ta đã biết đó là nhiễm trùng, vì không có cho tới thì chúng ta chưa có ý kiến về nhiễm trùng. Nóng sốt của bác tới thì người ta đổ người là do thần kinh, thần thánh, cái gì vân vân, bác sĩ hoặc là đổ người của mình gì đó. Thời cái này vẫn còn mê muội chưa rõ gì hết, vì thứ nhất là chúng ta không có chứng kiến, không có nhìn thấy con vi trùng, không hiểu không, không nhìn thấy con vi trùng. Muốn nhìn thấy vi trùng thì phải rằng có cái tivi, đúng không? Cái tivi tức là phải có cái sự phát triển về những dụng cụ quan họ. Thì trước đó từ khoảng 200 năm, từ thế kỷ 15, 16, thực ra con người cũng đã có chế tạo những dụng cụ quan họ rất là tốt, nhưng mà để quan sát ra ngoài cuộc đời xa xôi, ra hành tinh xa xôi, ví dụ như Galileo cũng phát triển được gì đó, thì quan sát những cái rất là xa xôi nhưng xung quanh chúng ta quan sát và không quan sát được, không hiểu không? Mãi đến 200 năm sau đó, thì tới mãi đến lúc này thì bắt đầu những nhà y học người ta ghi nhận những cái dữ kiện lâm sàng. Và đây là bác sĩ đầu tiên ông đề ra cái kiến thức là bệnh nhân tử vong là do một loại vi khuẩn gì đó ảnh hưởng chúng ta. Từ đó cái này là cái lý thuyết nhiễm khuẩn ra đời, lý thuyết nhiễm trùng ra đời. Thì ông này là bác sĩ sản khoa, ông ở trong thế giới Đức Áo Cổ, cái thời thời này nó còn là cái thế giới Đức Áo Cổ, công trình này đặt kiến thức nha. Thì họ có thể sẵn ba cái ẩm hàng ngàn công việc của mình đó đẻ. Thì họ mới thấy là cái thời đó thì chúng ta chưa có lý thuyết nhiễm trùng như đó, chúng ta không có phòng chống. Các em thấy những cái hình ảnh xưa về chạy đi qua đường đi là những người mặc áo vét, cà vạt, tội mũ, tóc giả, tóc trắng kiểu tộc á, đứng giữa cái gian đường xung quanh đi cũng đi như vậy và mổ xẻ bằng tay không. Chứ chúng ta không có lý thuyết phòng chống nhiễm trùng gì hết. Thì đỡ đẻ được như vậy chúng ta không tất cả nữa. Thì người ta nhận thấy là ở ngay châu Âu là cái xứ hiện đại nào đó bây giờ văn minh rồi, thì những cái sản phụ sau khi đỡ đẻ xong thì có triệu chứng nóng sốt, co giật, chảy sản dịch hôn, rồi có khi rồi chết, cường cạn đến cường cạn đa phần là chết. Có khi chết mẹ, có khi chết con, nhiều quá người ta mới không biết lý do tại sao. Thì cứ đổ lỗi là sanh nở là chuyện của trời, cuộc cạn rồi như là như bảo là thì ông không chịu, ông mới nghĩ tại sao những người này lại giống nhau một cái bệnh cảnh, và ông mới
nghĩ là có một cái loại sinh vật gì đó nó an tịnh trong đó này vô hình, bác sĩ không thấy được. Và ông tăng cái tình này lên thì ông cũng lúc đó người ta cũng đang có gì rồi, cũng cái lý thuyết gì mới thì là bị chống đối gì lắm, thì cũng chưa phải là ủng hộ hay đâu, tại vì nói giờ nếu mà có những tuần về làm sao chứng minh là có bị đột kinh. Thế thì nhưng mà bị nhờ cái này thì tất cả những người khác nó tập trung từ thu hút của những cái nhà vật lý, những người chế tạo những cái dụng cụ để người ta học tập và mới phát minh ra những cái dụng cụ để người ta quan sát chứng minh là có bị đột kinh không có. Thì song song tiếp tới đó thì ông chưa chứng minh được, bác sĩ nhà ông chưa chứng minh được, nhưng ông có một cái biện pháp là cái lô nghiên cứu ông chia ra làm hai. Một cái lô là cho xanh não đảo theo chúng ta cách thông thường, à, cái lô còn lại là khi ở xanh hoặc khi là một người điều dưỡng hậu sinh giúp cho một người xanh xong rồi đó thì đi qua cái vùng xanh khác thì phải rửa tay vệ sinh cá nhân của mình trước đó, rồi mới làm cho người kia tiếp, à, bằng cái vòng rửa tay. Thì khi cái vòng rửa tay này tự nhiên không thấy cái lô bên đó thì không còn thể ra và ai giới nữa. Mà nếu có thì như vậy chỉ là lẽ lẽ một cái người đó chứ không có lây cho mình cả, không hiểu không? Đó. Thì từ đó đề xuất ra cái biện pháp là rửa tay trước khi chăm sóc của mình là cái biện pháp phòng chống lây bệnh. Còn cái lây thì là do lây từ con khuẩn từ người này sang người khác. À, mặc dù chưa thấy một dụng nhưng mà đề ra cái ý tiết đây là hai cái công việc làm rất là lớn của bác sĩ sản khoa Trần Văn Quang. Thì 20 năm sau bác là người chứng minh tìm thấy có bị đột dựa vào quan sát dưới cái quyền dựa vào quan sát dưới cái quyền thì bắt đầu từ đó cái bị đột bắt đầu nó nở rộ và tới 1928 thì cái kháng sinh đầu tiên nó bắt đầu là gì? Phát minh ra phát triển ra như vậy á thì tại sao có cái chuyện nhiễm trùng xảy ra? Thì nhiễm trùng á em thấy là một trong trong trường là đây là hai cái lực yếu tố quan trọng, thứ nhất sức đề kháng của cơ thể, thứ hai khả năng gây bệnh của tác nhân gây bệnh là vi sinh vật, thứ ba là cái màng môi trường xảy ra nhiễm đó. Thì ba yếu tố này bình thường mình sẽ cân bằng với nhau, cái nhiễm trùng nó không có xảy ra. À, nếu ba yếu tố này nó mất cân bằng càng nhiều thì nhiễm trùng nó dễ càng dễ xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ tới ví dụ như màng cảnh khách quan trước, màng cảnh môi trường trong sạch sẽ thì ít có vi trùng thì khó có nhiễm trùng. Nếu mà môi trường dơ, điều kiện vệ sinh không kém thì nó bị nhiễm trùng dễ xảy ra là đương nhiên rồi. À, cái thứ hai đó là gì? À, vô tình hoặc là cố ý từ thời chiến tranh hay là gì thì mình nói gì mình thời bình này, ví dụ như là ở trong nhà còn thì mình nói gì mà bây giờ phải đi ra đường đi học tới đi trên đường thì quẹt xe ăn cái là môi trường nó xảy ra một cái chuyện mà bất ngờ. À, hoặc là gì chiều nay bắt đầu tết rồi mình về nhậu nhẹt đi mai ăn uống đồ để nhậu cái tự đại rồi cái phụ và cái dao đồ gì khác đúng không, cái môi trường hoàn cảnh nó xảy ra có những cái điều kiện gì đó nó xảy ra. À, thì cái đó là không phải là vô hình học định, tức là môi trường hoàn cảnh của chúng ta có những yếu tố có thể kiểm soát hoặc là không thể kiểm soát được, là vô tình cố ý vâng chuyện rất nhiều chuyện ra. Rồi trong môi trường sạch ổ trong điều kiện mà sạch sẽ thì nó khác. Còn thời xưa lúc mà chiến tranh mình phải chui xuống dưới hầm ở dưới đó các anh bộ đội vết thương chiến tranh, ví dụ như vậy mổ trong cái điều kiện xung quanh là bơm mổ bụi và đất đá rồi, cho nên là xưa mổ mổ chứ còn nhiễm trùng chết dữ lắm. À, ví dụ như vậy đó là cái môi trường hoàn cảnh. Nhưng mà có những người là không sao, thấy gì cũng chả sao hết. À, bị sạch sức đề kháng của cơ thể còn người ta đó là cái gì đó rất là kỳ diệu thế này. Cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta nó có rất là nhiều yếu tố
từ cơ học, lý, hóa học, vân vân, sinh học, tất cả những yếu tố đó thì chúng ta sẽ xét những yếu tố thực hiện ngay cụ thể. Ví dụ như từ ngoài vô trong, chúng ta thấy hàng rào da và niêm mạc, đó là cái gì hàng rào đầu tiên. Không, cái tính hoàn vẹn của da và niêm mạc nó là cái hàng rào đầu tiên chống cái sự lẫn nhau của mình. Nếu như cái hàng rào này nó bị phá vỡ thì trong vi trùng hoàn toàn nó dễ lẫn nhau ra, tinh trùng mới bắt đầu nó lọt rồi, đúng không? Thì cái da và niêm mạc nó hoàn vẹn thì nó bảo vệ, còn mà nếu nó không hoàn vẹn thì coi đây là có họ vào rồi, đúng không? Ví dụ thứ hai nữa là về cái khác của cơ thể, cái ví dụ như là về vật lý của cơ học. Mấy cái đó là ví dụ như một cái vật lạ như mây, mắt nó là chúng ta phải phản xạ nó sẽ chạy như mắt ra để nhìn làm đôi cái vật lạ đi ra ngoài, tốt thứ đi ra ngoài, đúng không? Cái dòng nước tiểu mạnh để nhìn bình thường, nếu không nhìn tiểu á ví dụ như bò được vô, đúng không? Bây giờ cái tiểu mạnh á thì nó sao làm đôi cái vật lạ ra ngoài hết. Những cái đứa bé mà nó đi học ở trường học mà cái nhà vệ sinh mà nó ghê quá, nó có cái phản xạ nhìn tiểu nó không có được thì những đứa đó nó dễ bị nhiễm khuẩn tiểu của trường học. Đó cái tiêu nước tiểu nó cũng là một cái cơ chế tiền mạng bảo vệ chống lại những bệnh nhân của trong cái hệ thống đường hô hấp của mình có những cái lo nó đẩy nó bắt tiểu vi khuẩn mà nó đẩy một cạnh nó lại, đúng không? Ví dụ như bây giờ đi ra ngoài đi mang cái mũ đi phía trong đó đầy vi khuẩn đi vô, nhưng mà vô tới dạ dày cái ai cũng dạ dày bắt đầu trong đó là một lúc tác nhân hóa học gì đó thì hóa cũng là các cái lưu ý nào tăng cường cảm, đúng không? Lỡ bắt đầu nếu như có hàng không được là lọt xuống dưới ruột á, dưới ruột non rồi đó thì anh muốn làm tiền đỏ mà xuống hàng thì cũng lắc tiền đường để sao cái ruột mình nó có cái du động nên cái du động mình chịu và nó có đó có đó là cái tẩy thì là mạnh du động ruột thì là một cái yếu tố để kháng có thể để bảo vệ cái xu chiều để đẩy ra vì lý do gì đó ví dụ như tắc ruột nên tắc ruột có cái du động ruột ruột nó lưu thông thì cũng là thế thì lúc đó mình làm những bệnh chúng ta này nó và điều kiện thuận lợi để làm những bệnh đó. Cái tính toàn vẹn của cái biết là cái độ giữa cái hồi tràng và cái đại tràng mạnh tràng nó một cái van gọi là van hồ mạnh tràng, bình thường nó sẽ đóng cái tay đi phân từ đại tràng và nó dơ rất nhiều ví dụ không cần được lên trong bụng non để nhìn cái gì đó. Nếu mà nó lọt qua được những cái hàng rào đó rồi, nó lọt qua được những hàng rào đó rồi, khi nó vào trong mô cơ quan cơ thể hay là máu nói chung, cái hình sẽ gặp cái hệ thống phòng thủ khác, đó là cái hệ miễn dịch của cơ thể. Thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ có cái miễn dịch dịch thể, miễn dịch tế bào, miễn dịch đại biểu, miễn dịch đặc hiệu, ví dụ như đôi máu thì nó vào bạch cầu, nó bắt được một tên ăn làm dịch vụ của bạn hoặc là cái hệ thống cái các viên kháng thể, đúng không? Chúng ta có những cái hệ thống miễn dịch đó là không? Thì càng nhiều cái yếu tố bảo vệ là nó bị mất đi thì người ta cứ chơi gan thì nó càng giảm thì càng dễ trở nên nhiễm trùng. Bây giờ chúng ta sẽ xét tới cái chuyện là cái khả năng cái bệnh của virus rồi. Thì mình biết mình có nhiều cái cơ chế đề kháng như vậy thì vi khuẩn nó cũng có nhiều cơ chế để cái bệnh đó ảnh gây là mình càng lâu gì một thằng làm không đủ thì tập trung cái uống nhiều làm tức bằng số lượng càng nhiều quá thì càng nhiều quá thì mình phòng thủ không nổi thì chắc chắn phải lọt uống lên tức cái bệnh bằng số lượng thì phải có số lượng đó để nó tập trung. Ví dụ như uống cái ly nước mía nhưng mà chỉ có không hết thì cái số lượng ít thì sao chắc chắn sẽ là thì tốt trăm trăm là có rồi nhưng mà cái số lượng nhiều lên thì mỗi lần ăn thì cũng sẽ xảy ra đó gây bệnh bằng số lượng. Có một loại thì nó không gây bệnh số lượng nhưng mà nó sẽ gây bệnh bằng chất lượng. Ví dụ chỉ cần một bệnh nào là đủ bảy rồi, ví dụ là sẽ gây bệnh bằng chất lượng. Ví dụ như bây giờ em chỉ cần ra em đặt tin thì chỉ cần giết một con
cũng bán là đủ cái ra vấn đề rồi, đúng không? Thì những cái bệnh cái hoặc là có những thứ đó, là nó tiết ra ngoài cũng tốt, nhưng mà có những thứ đúng. Sau khi nó chết đi rồi thì nó không có chống được tốt, chính cái nội tố mới là cái bây giờ chứ còn bình thường thì không chặt chào đó cái bệnh không nhưng mà cái bệnh nội tố của nó là cơ chế khác rồi cái khả năng chống chọi với lại cái tác nhân gì đó tiêu diệt nó là cái đề kháng là cái thuốc gì đó làm cái đề kháng sự nói chung là những cái vi khuẩn nó có khả năng nhân đâu hay là nó tùy cái khả năng đề kháng thuốc đối với lại các tế hệ của nó thì nó có nhiều cái cơ chế cho lại gì đó thì một ba cái yếu tố này càng có nhiều cái tác nhân ở trong đó mà càng dễ ra thì cái nhiễm trùng ngoại khoa này nó càng dễ xảy ra. Thì khi mà vi trùng nó xâm nhập được vào đầu tiên là qua cái hàng rào bảo vệ thì có thể nó sẽ bị tiêu diệt nhưng nếu như nó không bị tiêu diệt đó thì nó sẽ tập trung quân lại người ta gọi là thời kỳ của bệnh thì cái thời kỳ của bệnh này không thường là khoảng 6-12 tiếng một tuy nhiên cái này nó sẽ rất là khác nhau tùy theo tác nhân hay là thông thường đó nhưng mà có những cái tác nhân nó có thể sinh sản nhanh hơn tức là tốc độ nhân đôi của nó nhanh hơn nhưng mà cũng có cái thì nó chậm có cái phần giờ đúng không có cái thì là mới ăn sáng thì chịu vậy được nhưng có cái cái phần này có cái là cái phần này tức là cái thời gian nhân đôi của nó cái thời kỳ của bệnh nó sẽ dài khác nhau ví dụ như gì cái con lạc là cái tốc độ sinh sản nó chậm thì nó có thể kéo dài nó thì tháng hàng năm sau thì nó bắt đầu nó mới bùng phát sau đó thì thời gian của bệnh thì sẽ là thời kỳ toàn phát thì cái gì biết thời kỳ toàn phát tức là lúc đó nó sẽ phát bệnh ra phát tán rộ đó nếu như có điều trị không điều trị thì nó sẽ diễn tiến nó lưu bệnh theo nhiều cách khác nhau thời kỳ ủ bệnh thời kỳ sắp nhập ủ bệnh toàn phát lưu bệnh. Điều kiện thuận lợi để ra là nói một số rồi thì giờ mình nói thêm cái trường này là mô dập nát cái cổ tức là ở cái vị trí đó mà nó có những cái điều kiện thuận lợi ví dụ như là có nơi ở trú ngụ trú ở rồi có thêm chất dinh dưỡng thì tội gì không mà có nhiều tội gì không sinh sôi phát triển ở đó đúng không? Tới cái nơi vô cằn quá thì không thể phát triển được nhưng mà cái nơi này là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn để phát triển thì rất là dễ xảy ra một điều này đặc biệt cũng có với lại cái chuyện là giữa ngoại khoa và cái nội khoa cái nội khoa thì nó là thuộc phần thân ví dụ như vậy còn cái nhiễm trùng ngoại khoa thường nó sẽ có cái ổ thuận lợi vị trí tổn thương cái vùng dơ vẫn có nhiều vi khuẩn thì rằng dễ xâm nhập đúng không mở cửa cái ở ngoài kia nó vô liền đúng không hơn là đang cần dưới thang máy leo lên hay là gì đó thì nó hơi xa chút nhưng mà đang đứng ở ngoài có thẳng cái mở cửa cái là vô rồi cái vị trí tổn thương mà càng gần những cái chỗ nào mà vùng tưới máu là nguồn dinh dưỡng càng nhiều vi khuẩn thì càng dễ nhận ra là những chỗ em có nghe cái chuyện gì ngủ thật ra nó ví dụ nó là gì nặng bụng cái này tại vì cái vùng mạch của mình là cái vùng mà mạch máu rất nhiều vùng đầu mạch cổ là mạch máu rất nhiều thì những cái vùng đó nhiễm trùng nó rất là dễ nhiễm trùng nghiêm trọng những cái yếu tố những cái vi khuẩn là nó sống bao quay chúng ta hết toàn bộ từ phía bên ngoài cho tới bên trong đúng không bao quay chúng ta
hay là hình ảnh một cái phóng đại một vùng da như phân kiểu em thấy những cái lực lượng còn còn á đó là những đủ thứ loại vi khuẩn à như đó à tôi chỉ chờ có cơ hội mở cửa là sắp nhập đó ví dụ như mình vệ sinh à mình trộn lại nước nó trôi đi nó giảm được nó nhưng mà sau đó nó cũng sẽ ăn sinh trở lại đúng không để làm sinh trở lại à thì cái này nó là cái chuyện thường ngày ai tới tâm thì càng nhiều thứ hai trong đường ống các cái xoang các cái ống tự nhiên trong cơ thể chúng ta cũng như là đường ống từ miệng cho tới hậu môn à đây nói là đường tiêu hóa không chúng ta sẽ đường tiết niệu đường sinh dục hay lỗ tai vân các cái hệ thống xoang trong người mình nha phải cao độ rút những ví dụ như vậy à thế các bạn thấy từ trên dưới ở ngay dạ dày bình thường nó cũng đang có dưới mũi của bạn cùng vi khuẩn trong một cái lớp dịch các cái loại dưới ví dụ như Cecco, Staphylococcus, Lactobacillus, vân vân có thể có nắp à, xuống tới tác này ở trên mũi của bạn mũi của bốn cùng nó nhiều hơn lúc xuống tới hồi này mũi của sáu tới mũi của mười và xuống tới đại tràng nó lên mũi của một mũi của mười hai rất nhiều à, bình thường đó là bình thường trong hệ tiêu hóa nhưng mà em thấy em có gì không? Không à, vì sao cơ chế đề kháng của chúng ta nó còn tồn tại và với cái số lượng vi khuẩn như vậy thực ra là cái tổng sinh nó cho phép rồi trong đây đa phần là vi khuẩn tổng sinh một số có lợi một số ít thì nó có hại nhưng mà nó chưa đủ lực để gây hại em hiểu không? Chưa đủ lực tại vì nó bị cạnh tranh về cái công việc dược và những cái con vi khuẩn tổn sinh những vi khuẩn là có lợi cho mình à, hai người ta cạnh tranh đấu tranh nhau là chưa cần tới mình nhưng mà nãy mà bây giờ mấy ngày nó lạc chỗ đi lọt vào chỗ khác thì anh mới gây ra cái chuyện ví dụ như cái con clostridium này nó đi lọt lên trên thì nó khác ở trên này nó không có clostridium nó không có ví dụ như vậy hoặc là bây giờ đang nằm trong lọt tiêu hóa nhưng mà bây giờ thủng được lọt tiêu hóa thì thủng như vậy cả mình dịch nó đi ra còn vi khuẩn nó đi ra chỗ khác thì ảnh sẽ gây ra cái trường hợp qua tức là nó chỉ cần qua cái đường khác ha và nó có thể gây ra cái bệnh nguy hại một trong những cái người ở dưới đất lần trước đó là đau bàn tay à, đau bàn tay của mọi người à, và một cái người trợ giúp đắc lực cho cái nhiệm vụ ngoại khoa xảy ra thầy cũng làm tiền người nhiều đúng rồi những cái người ta nhiều phí à, nguồn không phí chúng ta không để ý tới cái chuyện nguồn không phí thì gì cả đó là những cái tác dụng vô hình